Tối ngày 1 tháng 10, một vụ cháy xảy ra tại tòa E3, chung cư GML Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khoảng 20 giờ 20 phút, người dân thấy lửa ngùn ngụt tại một căn hộ tòa nhà chung cư trên nên đã thông báo cho cơ quan chức năng và ban quản lý tòa nhà. Vào lúc 20 giờ 32 phút, công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo cháy. Công an quận Nam Từ Liêm đã xuất 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu hộ cứu nạn. Đến 20 giờ 40 phút, công an quận đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với phòng PC07 và ban quản lý tòa nhà sử dụng họng nước chữa cháy tại tầng 6 để dập lửa. Và đến 20 giờ 45 phút, đám cháy được khống chế. 20 giờ 56 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo lời của chủ căn hộ, đám cháy xuất phát từ nồi trên không dầu đang nướng cá để ngoài ban công, sau đó cháy lan ra ban công. Trong quá trình chữa cháy, một nhân viên tòa nhà bị ngạt khói nhẹ, hiện đã tỉnh táo bình thường và đang được kiểm tra y tế. Tối ngày 1 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm một học sinh đang mất tích. Theo thông tin ban đầu, vào gần 24 giờ đêm ngày 30 tháng 9, em C, sinh năm 2008, trú ở xã Châu Hồng, đang học lớp 10 trong trung học phổ thông Quỳ Hợp 3 cùng một người bạn đi xe đạp điện qua cầu tràn xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp thì không may bị nước cuốn trôi. Người bạn đi cùng may mắn thoát nạn lên bờ được, còn em C bị nước cuốn trôi xa và mất tích. Nhận được thông tin, ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳ Hợp đã huy động hàng trăm người, bao gồm lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 20 giờ ngày hôm qua, tung tích em C vẫn chưa được tìm thấy. Chiều ngày 1 tháng 10, ông Hà Văn Muôi, Tránh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, sau thời gian theo dõi, vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, các đơn vị thuộc sở đã phối hợp cùng công an xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai bất ngờ ập vào kiểm tra một cơ sở thu mua tôm nguyên liệu trên địa bàn do ông Lê Hoàng Nữa làm chủ tịch. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở đang có khoảng 10 công nhân đang có hành vi bơm tạp chất vào 80 kg tôm sú nguyên liệu. Qua kiểm tra cho thấy số tôm đều có chứa tạp chất CMC, carboxin methin celluloso. Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện chủ cơ sở không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh và cho biết chồng mình đang vắng nhà. Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ số tôm sú và các tăng vật liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.